Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Và ngày hôm nay thì Khải tiếp tục anh nghe mình cho con nghe mi búp này nha anh em. Bạn này thì chuẩn bị cũng 1.000 cái chuông Giáng sinh rồi. Lại nón áo quần rồi nè. Nón áo quần thì ban nguyên liệu này mình đi tranh ra á. Anh em xem video trước anh em cũng biết rồi. Thì cái chuông này thì tốn 50k điện tốn kim thôi. Đây thì Khải sẽ đổi 10 kim để anh em vần nha anh em. Cái vần này tương đương khoảng hơn 11 kim nè. 11 kim hơn tí. À, đổi xu ạ. Anh up chắc là anh lần này chắc up được 94 hơn. Anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho video anh Yvonne của Khải này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và đừng quên Khải hay like trực tiếp vào lúc 7:30 tối hàng ngày nha anh em ơi. Anh em nào rảnh tay thì rảnh thời gian thì có thể tối ghé lên kênh YouTube Duy Khải Gaming xem like cũng như là hoạt động băng áo và đánh những bảy quả và boss này nọ rồi đánh tông kim rồi những trận phong độ bất đại này nọ cho vui nha nè. Okay, đây bây giờ Khải đòi nguyên liệu nè. Tên anh mình nghiên cứu cho nó con ngựa mang luôn. À, đây mua khăn tròn đó 1.000 cái rồi nè. Khăn tròn đó là tốn 10k xu rồi, còn cái này là chuông giáng sinh là tốn 50k tốn kim, rồi còn lại mấy nguyên liệu dưới này chan ra nè. Rồi bắt đầu ép. Ta muốn ghép khăn người khăn tròn đó. Rồi ok, lên sàn. Ok anh em vào bài dụng ta của anh Vân nào. Hui hui sàn. Đấy, hai như tinh hồng. Hai như tinh hồng trong đợt hai một tin may mắn. Một bình quốc thủ đại úp cấp. Hơn 200 cái là được hai cục tiền thủ lộ này mà. Quấn bánh, tìm bánh, kỹ năng tìm năng ngay. Có nút luôn là đẹp luôn nè. Ốp 1 cấp. Chưa tăng này được, phải cái này 1 cấp nữa. Này còn tí nữa. Ok, có vẻ ốp đục được cấp. Đó, một bánh kỹ năng được luôn. Cánh luôn cho nó luôn nha nam. Sợ ơi, tuyệt vời luôn. Một bánh kỹ năng. Một thị tinh. Một bánh kiến đanh mà chắc là hám mặt nạ. Anh em đang xem đừng quên cho một like ủng hộ cho anh em ơi. Ồ đi thành khác này. Ui mặt nạ nữa. Nạ nhiều vậy. May mắn quá trời. Tinh hồng, nhưng tinh hồng. Phú Dương Đại, Phú Dương Trung. Phú Dương Đại, Quá Tử Đại. Không có lệnh bài boss nào luôn. Mình đang tìm lệnh bài boss để mình bèm boss luôn nha nè. Úp cấp. Hai. Không có một lần mình boss được luôn. Má chua vậy. Chua thiệt sự luôn. Ôi trời ơi. Một cái. Trời ơi. Cuối cùng nó ra được một cái. Nó lộ. Tính ra mùa này liền mà boss khó quá nè mày. Cực kỳ khó. Ôi. Ôi. Ngon. Hai ông tiết kỹ năng luôn em ơi. Được. Hợp lý. Nó hợp lý luôn. Một tí tiềm năng. Ba ông mà. Này mình làm cái nhất kỹ nữa lời to luôn nè. Làm cái nhất kỹ nữa lời to luôn. Diễn tinh hồng. Làm cái ông già nữa coi. Làm cái ông già đủ hai bộ coi. Đâu ngon. Được. Ba kỹ năng. Được hợp lý. Ốp lên 95 luôn nè. Nó lại hợp lý. Nó là hợp lý nam. Ôi trời ơi. Ba ông già luôn. Rồi, không rưỡng rồi đã.
phải cho chín giờ nhật cho nó khỏi chập rương. Lâm An lấy mấy bên thiện lộ bỏ qua bên đông quá. Ba ông già thấy có 3,5 kim rồi, con không có cả 2 anh em. Hồi đầu thì nó cao, cái tầm này không yên thua nữa mà. Nó tiền lộ qua rồi, bỏ hết mặt nạ mới bánh qua có chặt đường. À, khắc loại nóng cho rồi duyên cái là hán bạn sẽ không dám này nọ luôn, thì tấp này nọ luôn. À, ok, tại còn lại những vật phẩm có giá Khải đã lại, tí nữa Khải cho anh em xem thử lời hello. Quá ngon này mày, lần này anh con này ngon quá, hay là hên xui này mà, mấy chữ anh đủ như cái quần luôn. Ui máu bỏ này, còn 21 cái cuối cùng rồi. Rồi, ôi tiểu bí kíp luôn, xa xa, ghê vậy, cột sinh lực 200, 500 cá nhân, vui này, gì đây, hóa minh thạch, mạch nạ, trời ơi, một con ngựa, má đen vãi, không có cái kỹ năng này mà, không có cái kỹ năng cũng có, má, cái đó mới có tiền nè, rồi tính ra đây này nhiều rồi. Mặt nạ quá trời. Ok, dịch nó tiếp nó. Cái này không có giá trị, bỏ qua bên cho anh em xem. Cái này úp được 3 cấp nè. Gần được 3 cấp, ngon lành. 3 cấp. Trao đổi cục này nè. Rồi. Rồi ok, đã tính thấy lời hay lỗ nè. Có trận rương nè. Rồi, cái này không có giá, bỏ qua bên. Thế nên là lần này anh con Gammy cũng khá là ngon đó nè. Ba ông già kỹ năng tốt hết 10 kim, 11 kim đi. À, thúc là được như đây. Bỏ này còn rương này. Còn cái này bỏ ra ngoài đi, bước ra ngoài luôn. Quất, quất, quất. Rồi nè. Được 2 hóa minh thạch này nè. Đâu rồi? Đâu. Lấy cái máy tính được rồi. Rồi. Đây. 2 hóa minh thạch này, 1 kim này, đó. Cộng này. 3 ông già kỹ năng là con khoảng K2. 3K6, cộng cái này 200 xu. 3K8, cộng 3K8. Rồi. Tính không có thạch là 350 một viên. 1 2 3 4 5. 5 viên mà 350 là 5 viên. 5 viên đúng không? 350 là bằng 5 1750 cộng 1750. Rồi được 6,5 kim, ngon nè. Và cuốn này chỉ 300 xu, 200 xu, 300 xu đó, 200 xu. Rồi 6,7 rồi, lần bài boss 200. Anh một ạc đúng được một lần bài boss nè, 6,9. Rồi, mấy cái nhân này. Mấy cái nhân này được khoảng 700 xu, 7,000 xu, bàn hồi đỡ nạp, này nốt, này 1, 2, 3, 4, 6 cái là 1K2, cộng với tinh nữa, 1K4, trời lỗ, lỗ 2 kim máy này mày, thu được 9 kim hơn thôi, lỗ 2 kim máy, rồi ok, lỗ 2 kim máy nha nè, rồi anh em xem video thì đừng quên đỡ lại cho Khảo Lan ủng hộ chơi nè mày, chúc anh em xem video vui vẻ nha. Lỗ 2 kim máy tính, nếu tính sơ qua thì lỗ 2 kim máy nha mọi người. Lỗ 2 kim máy nhưng mà bù lại thì được 3 cấp cũng được nè mà. 3 cấp so với ạch của bang thì không bị thọ nè anh em xem đó. Với cấp 95 thì chả thu ai anh em thấy chưa. Mùa nào quanh hết thì không thể nào thu ai được đó. Ạch búp này, đây búp của bang này. Đó búp của bang này. Rồi búp của bang này đó. Không thu ai đâu nè. Rồi nhưng búp thì nó chỉ tầm tương đối như vậy thôi nè. Không thể nào hơn được nói. Tại vì nó chỉ nhiêu đó thôi. Tiểu thành bí kíp để mở trong sâu up cấp 10. Rồi, vậy thôi. Rồi anh em xem video. À, quên tính tiền thuốc lộ nữa. Khoảng tầm 10 bản tiền thuốc lộ còn 200 xu nữa nè. Thì khoảng 9 kim 2 cũng được. Rồi, ok.
Ok anh em xem video đừng quên đỡ like cho Khả một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Chúc anh em xem live vui vẻ nha. Bye bye.